Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ly Kỳ. Và trong chương trình hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với những đoạn phim ma có thật được quay lại ngoài đời. Nhưng chủ đề hôm nay sẽ khác mọi khi. Đó chính là những đoạn phim này được nhóm Chuyện Ly Kỳ sưu tầm trên những trang TikTok. Và những đoạn phim này được chúng tôi đánh giá là rất là đáng sợ. Bên cạnh việc sưu tập, chúng tôi cũng đã phiên dịch những phần mô tả của đoạn video này sát với thực tế nhất có thể, để chúng ta có thể hình dung được nội dung video này đang nói vấn đề gì và sự việc gì đang diễn ra trong cái đoạn video đó. Và để không có thời gian nữa, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những đoạn phim ma trên TikTok này. Cầu thang dùng để đi lên các tầng là một điều quá quen thuộc với những ai đã sống trong những căn hộ có 2-3 tầng lầu. Có lẽ mỗi ngày chúng ta có thể bước đi hàng chục lần trên những cầu thang này. Ở đây tôi chỉ nói những nhà nào không có thang máy thôi nhé. Nhưng ngờ đâu, trong đoạn video sau đây, hình ảnh về những điều quái dị xảy ra ở cầu thang đã ám ảnh trong tâm trí của một người phụ nữ. Đoạn phim này được quay lại bởi Aira. Sau một tuần cô ta trở về từ trung tâm điều trị tâm thần và bệnh trầm cảm. Từ sau cái ngày cô ta bị thương nặng vùng đầu trong một vụ tai nạn giao thông đã khiến cho Aira gần như là không qua khỏi, nhưng kỳ tích đã xuất hiện, cô ta đã được cứu sống. Nhưng sau đó vài tháng khi đã bình phục, Aira cảm thấy có nhiều điều bất thường đang xảy ra xung quanh cô. Cụ thể là cô ta có thể nghe thấy những tiếng nói, rồi nhìn thấy những hình bóng kỳ lạ xuất hiện xung quanh. Nhưng khi cô hỏi những người bạn của mình thì họ nói rằng họ không hề nghe bất kỳ âm thanh nào hay nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Và có lẽ những gì Aira quay lại được trong ngày hôm nay là những gì mà cô đã muốn nói cho bạn của cô. I can't do this. Người ta thường nói đi đêm có ngày gặp ma, nhưng trong trường hợp sau đây phải nói là chạy xe đêm thì có ngày gặp quỷ. Đây là đoạn phim được quay lại ở khu vực Lapta thuộc vùng quê Indonesia bởi một tài xế Uber có tên là Mabitas. Được biết trong thời điểm này, anh đang đưa vị khách của mình về nhà, nhưng trên đường đi, anh lại phát hiện một sinh vật kỳ lạ xuất hiện ngay giữa đường. Do không biết đó là gì, nên anh đã dừng xe cách nó một đoạn xa, rồi dùng điện thoại quay phim lại. Điều lạ lùng là sinh vật đó vẫn cứ thản nhiên đứng giữa đường trước đèn xe ô tô của anh. Vài phút sau đó, nó chạy vụt vào bụi cây ven đường rồi biến mất. Nhiều người già trong làng của Mabitas cho biết, đó rất có thể là con quỷ Humata, một trong số 23 con quỷ đã từng sống trong những khu rừng già ở khu vực Lapta này trước đây. Ngồi nhà hoang, đây là những nơi có âm khí rất cao. Do vì bị bỏ hoang lâu năm nên rất có thể ma quỷ đã chọn những nơi này làm nhà của họ. Và trong đoạn clip sau đây, bạn sẽ thấy rằng một khi đã bước chân vào nhà của họ mà không được cho phép thì đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات بسم الله الرحمن الرحيم بس
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Đây là đoạn clip được quay lại bởi Henry tại vùng quê thuộc ngoại ô thành phố Jaguar, nước Jordan, và địa điểm mà anh ta quay lại là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang hơn 8 năm qua. Tại khu vực này trước đây được xem là nơi đa tín ngưỡng, chính vì vậy mà nhiều tôn giáo đã tìm cách triệt phá lẫn nhau. Đỉnh điểm là cuộc bạo động, nhiều tín đồ đã xô xát giết hại lẫn nhau, và công cụ đàn áp của chính phủ cũng đã bắt đầu, cùng với đó là số lượng người bị thương vong là không hề nhỏ. Nhiều tín đồ bị mất đi tôn giáo của mình sẽ bị xua đuổi, thậm chí là giết hại. Những ngôi nhà của họ cũng bị đập phá không thương tiếc, và ngôi nhà này cùng chủ nhân của nó cũng không ngoại lệ. Kể từ khoảng thời gian đó, nhiều người sống gần khu vực này nói rằng ngôi nhà bỏ hoang này có rất nhiều ma đang trú ngụ, bởi vì chính mắt người dân nơi đây đã nhìn thấy điều đó, và đoạn phim được quay lại bởi Henry là một bằng chứng cho điều này. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Những đứa bé ngủ trong nồi, một điều quá bình thường, chẳng có gì đáng phải đề cập đến. Nhưng một khi chúng bị một thế lực tâm linh nào đó chú ý đến, thì đây là cả một vấn đề nan giải, vì loài ngạ quỷ rất thích hút dương khí của những đứa con nít. Đây là đoạn phim được máy camera an ninh trong phòng ngủ của Lina, đứa con gái được 8 tháng tuổi của Laura. Trong khoảng thời gian gần đây, Laura thường nghe thấy những tiếng động lạ, đôi khi là một tiếng nói thều thào phát ra từ trong phòng ngủ của Lina. Nhưng khi đi vào kiểm tra, thì hai vợ chồng Laura không tìm thấy có điều gì bất thường cả. Việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho hai vợ chồng Laura thật sự bất an. Chính vì thế, họ đã quyết định lắp máy camera ở đây, và những gì được quay lại trong đoạn phim này thực sự là một điều ám ảnh. Ayo, something traumatic happened that changed my life, check. Những cửa hàng búp bê, một nơi mà những đứa bé rất thích ghé vào, đặc biệt là những bé gái. Nhưng buổi sáng thì vậy thôi, trước khi đêm xuống và khi cửa hàng đóng cửa, thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và những điều sắp xảy đến trong đoạn clip sau đây sẽ khiến các bạn suy nghĩ lại về những con búp bê này. Đoạn clip này được quay lại vào ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại một cửa hàng búp bê đồ chơi quà lưu niệm ở vùng Bama thuộc nước Tây Ban Nha. Được biết cửa hàng này khá nổi tiếng về việc gia công quà lưu niệm cũng như những con búp bê bắt mắt được làm tại tư gia. Chúng ta có thể nói đại khái là khu làng nghề, bởi vì những người dân sống ở đây có truyền thống làm những đồ vật như vậy, đặc biệt là búp bê cho trẻ em. Nhưng đoạn phim được quay lại tại cửa hàng này vào ban đêm thực sự là một nỗi ám ảnh với những ai thích chơi búp bê, vì trong một khoảnh khắc giữa những con búp bê bất động kia lại lộ ra một cái đầu ma quái đáng sợ. Nó hiện ra trong vài giây rồi biến mất. Điều này cho thấy rằng rất có thể con búp bê đó đã bị những hồn ma xâm nhập vào.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Để tiếp tục ủng hộ kênh Trudy Kỳ thì tôi rất mong các bạn sẽ like cũng như chia sẻ video này trên những trang mạng xã hội cũng như là trên tường Facebook của các bạn để giúp cho kênh Trudy Kỳ có nhiều view hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.